Chào bạn, chúng mình là Ellie và Lu đây. Chào mừng bạn đến với kênh podcast của những người lớn mộng mơ. Tại đây, chúng mình sẽ cùng bạn chia sẻ những câu chuyện yêu thương bình dị thường ngày, nhưng hy vọng sẽ là những điều hạnh phúc giản đơn đối mặt tâm hồn trong cuộc sống bận rộn này nhé. Thế là sau 2 tuần tạm xa tiếng mưa rơi để đón tiếng pháo hoa tung trời mừng một mùa xuân nho nhỏ nữa lại về, chúng mình cũng đã quay lại guồng của cuộc sống bộn bề và ngổn ngang của người trưởng thành rồi đây. Năm mới mà lại đi nói chuyện cũ. Năm mới thì nên trao gửi nhau những lời chúc, câu chuyện tốt đẹp nhất phải không nào? Thế nên chúng ta có một chủ đề nghe tưởng rất hững hờ, ngại ngùng, nhưng mà khi chỉ mặt đặt tên được nó ra thì lại là một sự bứt phá ngoạn mục, chí ít là với những ai hướng nội và nhạy cảm như mình. Căn nguyên của việc mình nói về chủ đề này là do hôm trước, trong khi đang hóa vàng vào lúc giao thừa, bên trên bầu trời là tiếng pháo hoa tưng bừng chào mùa xuân đến. Nhưng do giờ có quá nhiều tòa nhà mới được xây cao hơn nhà mình nên chẳng còn thấy pháo hoa nữa, chỉ nghe được tiếng vọng lại từ xa, những tràng nổ vang trời. Nghe mà cũng thấy đây khi thế bước vào năm em mèo này. Quay lại việc chính, trong giây phút ấy, mình chợt nghĩ cũng giống như pháo hoa, đó phải là sự kết hợp của phần nhìn và phần nghe thì mới tạo được hiệu ứng ngoạn mục. Tất nhiên, pháo nổ vang trời chẳng ai mà không chú ý đến nó được cả. Xong, nếu chỉ là về đường âm thanh mà mất đường hình thì chẳng phải dụng ý của việc bắn pháo hoa sẽ chẳng còn trọn vẹn nữa phải không nào? Đã có thời gian, mình giống như một đợt pháo hoa muốn sáng bừng góc trời, xong lại chẳng hề muốn phát ra bất kỳ âm thanh rền vang nào cả. Nói thì tượng hình như vậy, xong thực ra lại đơn giản lắm. Hồi đi học, mình thường xuyên là đứa hay muốn đưa ra ý kiến của mình, xong lại chẳng muốn giơ tay phát biểu, đôi khi phải dùng eye contact với giáo viên để phát ra cái thứ tín hiệu hơi hèn một chút, nhưng rất là thật lòng. Cô ơi, nếu cô thấy ánh mắt này của em thì hãy gọi em để phát biểu. Hay khi đi làm hoặc có một việc nào đó mới toanh, mình cũng luôn hay ở trong cái tâm lý thôi, làm gì thì cũng không nên gợi sự chú ý quá, nhỡ làm tốt, làm đúng thì không sao, chứ sai một cái người ta cười cho thì chết. Một lần nữa, trong khi mình hoàn toàn có thể chủ động xin nhận một công việc hay được giao một job, thì vẫn phải dùng đến cái ánh mắt cún con để phát ra một tín hiệu thay cho lời nói. Đỉnh cao là trong trường hợp người được chọn không phải mình thì lại cảm thấy vô cùng thất vọng, mà đến 9 phần là buồn vì chính mình. Sâu xa, mình phát hiện mình sợ bị mọi người nghĩ mình là ái kỷ, một chứng bệnh bao gồm hành vi kiêu ngạo, thiếu đồng cảm với mọi người và có nhu cầu nhận được mọi sự ngưỡng mộ thể hiện rõ trong công việc và những mối quan hệ. Những người ái kỷ thường được mô tả là những người tự phụ, luôn xem mình là trung tâm, lôi cuốn và luôn đòi hỏi. Những người ái kỷ có tính cách thất thường và luôn tin rằng mình xứng đáng được đối xử đặc biệt. Chỉ cho đến khi mình 2 lần được 2 người sếp nói rằng cần phải quyết liệt hơn trong công việc, thoải mái đưa ra chính kiến của mình, thì mình mới biết rằng muốn được chú ý, ngại thành tâm điểm không phải là một nỗi sợ, mà đó đúng hơn là lời biện minh đầy sự hướng nội của một người chưa được quyết đoán và cũng chưa có nhiều dấu ấn cá nhân lắm. Bỗng dưng, cái nhân cách văn học trong mình lại trỗi dậy. Mình nhớ ngay về 2 câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu trong Dục Dã mà mình dù nghiêm túc hay hài hước thì cũng dùng khá nhiều lần rồi, mà chả hiểu sao lại không coi nó là một sự khích lệ để vượt qua cái nhưng của chính mình. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn buồn le lói suốt 100 năm. Khi bắt đầu làm podcast này, bạn Ellie của mình hay nói với mình là ơ hay, sao chẳng thấy share xước gì lên Facebook để mọi người còn biết kênh của mình, hay là cho cái mention nào đó về tí ta tí tách đi. Ừ thì quả thực lúc đó cũng có một vài lý do cá nhân nên mình cũng chẳng share gì cả, nhưng đằng sau đó vẫn hì hục gửi link cho các nhóm bạn gạ nghe đi, rồi là cho xin một sub để sớm được đổi link đường dẫn của kênh, bla 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 rất nhiều. Đó chẳng phải là muốn được chú ý, nhưng lại sợ bị người khác cười còn gì. Thế nên, từ quan điểm của mình, chúng ta có thể hoàn toàn là một người yên lặng, không một đam mê, không một mong muốn là sẽ lên tiếng trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ok, hãy luôn kiên định và đừng bao giờ thấy hối tiếc hay hối hận về điều đó. Xong, nếu chỉ mảy may đâu đó trong đầu lại vọng lên một cái suy nghĩ xẹt qua mở đầu bằng 2 chữ giá mà, thì phải hành động ngay lập tức.
chú ý và tâm điểm. Đôi khi mọi người tiêu cực hóa hai cái từ này, thành ra chính chúng ta cũng không muốn bị cuốn vào. Bản chất từ ngữ đơn thuần chỉ là ngôn ngữ, còn cái hồn, cái cảm giác ra sao thì là do chính chúng ta mang lại. 2023 đã đi qua được 1 phần 12 rồi, còn ngại ngùng gì thì hãy để nó trôi theo tháng 1 đi. Từ tháng 2 này, hãy cố gắng làm mới mình, sống cho trọn vẹn từng khoảnh khắc, để khi mọi sự qua đi, ta sẽ chẳng thấy hối tiếc về bất kỳ điều gì cả. Nhân dịp bước sang năm của em Mèo, chỉ xin gửi tới các bạn một lời nhắn nhủ rất chân tình là hãy tôn trọng mọi mong muốn, ý định của mình. Đừng để bất kỳ rào cản nào níu kéo chúng ta cả. Có thể có một hướng suy nghĩ tích cực hơn là ok, vậy dù thành tâm điểm, nhưng ít ra chúng ta đã dám làm. Ta dại đã chọn nơi vắng vẻ. Còn bạn mình, liệu có muốn làm người khôn nên trốn lao sao không? À đây, có. Công nhận mấy quán góc lao sao ồn ào đầu ngõ, bán cái gì cũng ngon ấy luôn ạ. Xin phép là không liên quan, nhưng mình muốn khoe ngay với các cậu một tí rằng mình đã có cơ hội được ăn bánh đa cua và phở bắc chuẩn rồi. Sùng sướng làm sao, cái cảm giác húp được thìa nước dùng đậm đà, ngọt thanh mà chẳng có tí vị đường nào giữa cái lạnh tê người những ngày giáp Tết. Thích thật. Giờ tớ đang viết lại mấy dòng này mà vẫn còn nhớ được cảm giác ấy luôn. Quay lại chủ đề chính thì có một ví dụ mà thuở thơ ngây, ngày hay buổi cắp sách đến trường, chắc trong chúng mình ai cũng gặp phải một lần. Đó chính là cô giáo hỏi câu hỏi hóc búa phía trên, phía dưới trong đầu đã định hình rất rõ câu trả lời và chắc đúng đến 89% rồi. Nhưng tim lại đập thình thịch, chắc mẩm. Mình mà phát biểu câu này đúng thì ghi điểm luôn. Nhưng không, bộ điều khiển không cho bàn tay hoạt động, nhất quyết không giơ lên phát biểu. Đến lúc bạn khác hoặc thầy cô đưa ra đáp án thì mới rú lên, biết ngay mà. Ơ kìa, như nào? Trường hợp thứ nhất là lo nhỡ chẳng may mình nói sai thì sẽ ê mặt lắm. Và trường hợp thứ hai là ngại quá, tự dưng không gian đang im ắng, mình lại lên tiếng thì chắc sẽ nổi bần bật mất, phải trốn thui. Chung quy lại thì vẫn là một chút gì đó overthinking, lo sợ chừng ấy con mắt sẽ đổ dồn về mình, chừng ấy cái miệng sẽ xì xào bàn tán về mình, chưa kể là khen hay chê nhá. Có lẽ bọn mình sẽ nói một tập kỹ hơn về chủ đề overthinking này luôn nhỉ. Gần đây, với mục tiêu là phát triển kênh podcast này của bọn mình, tớ và Lu thực ra có rất rất nhiều ý tưởng. Nhưng theo cái cách mà bọn tớ hay trêu nhau là có lẽ tụi mình thuộc hệ người chơi hướng nội nên nhiều ý tưởng chưa được thực hiện hóa, vì sợ nó bị ô dề. Vì mình còn chân ước chân ráo trong làng nghề này và e ngại nhỡ sẽ trở thành một thứ gì đó bất ổn giữa dòng đời bình ổn chăng? Tuy nhiên, có lần mình cũng chia sẻ những e ngại này với một người chú mà mình rất tôn trọng, và chú còn nói với mình như thế này: kênh của cháu nhỏ hay to không quan trọng, quan trọng là cháu cần có chiến lược và action rõ ràng là được thôi mà. Vậy nên tớ nghĩ việc nắm bắt được thời cơ cũng đóng vai trò quan trọng không kém, không chỉ vào thành công trong công việc mà còn thành công trên đường đời nữa. Đúng nơi đúng chỗ, đúng hành động, đúng thời điểm, chừng ấy nguyên liệu cùng những gia vị xúc tác khác cũng đã đủ làm nên một món ăn ngon rồi. Có câu nói này của Steve Jobs nghe chừng có vẻ rất vĩ mô, nhưng các cậu nghe thử nhé. Thời gian của cậu là hữu hạn, nên đừng lãng phí sống cuộc đời của người khác. Một sự tự tin cần thiết, một sự thấu hiểu bản thân mình cùng với những điểm mạnh cũng như điểm chưa mạnh lắm, lên kế hoạch và mục tiêu rõ ràng trước mắt, tớ tin chắc chắn sẽ có ngày chúng mình trở thành tâm điểm theo một hướng tích cực nhất, chứ không còn là tâm điểm theo cái kiểu mà chúng mình rụt rè e sợ như những năm 1900 hồi ấy nữa. Giang Cư Mận nói năm nay khai bút đầu năm lúc 4 giờ sáng thì rất tốt. Nhưng mà 4 giờ sáng, nhưng nó lạ lắm, tận mùng 10 Tết lận. Nhưng mình tích cực lên tí đi, dù có hơi lười một tí, nhưng con mùng là con Tết mà. Chúng mình khai bút, khai mic đầu năm rồi, còn các cậu đã khai xuân ngày nào rồi này? Đầu năm, bàn về topic vui vui một tí, để làm bàn đạp cho cả năm tự tin, quẩy cái mình lên các cậu nhỉ? Nhân đây, năm mới, tí ta tí tách, cũng xin gửi lời chúc tới các cậu. Chúc các cậu một năm mới mạnh khỏe, tràn đầy nhiệt huyết
đánh đâu thắng đó, và đừng quên luôn giữ cho riêng mình một khoảng bình yên. Và nếu được thì cứ hãy bình yên bên chúng mình nhé. Chúc mừng năm mới meo meo các cậu. Cảm ơn các cậu đã lắng nghe. Chúng mình hẹn gặp lại cậu ở tập tiếp theo nhé. Chúng mình luôn ở đây lắng nghe các cậu, tâm sự với chúng mình bằng cách để lại comment phía dưới hoặc gửi email về địa chỉ hòm thư titatitach.podcast@gmail.com cho chúng mình nhé. Nếu cậu muốn nghe nhiều hơn về chủ đề gì, đừng ngại cho chúng mình biết nhé. Keep dreaming. Bye.